Anh em nhìn đây này, con xe này nhá, mới từ trong hãng ra nó sẽ là cái sàn nỉ như này này. Đây, đấy sàn nỉ như này, nếu mà anh em mà đi mà chân đứt nhá, nước nhá. Đây đơn giản nhất là anh em đổ một cốc nước ở đây thì nó sẽ cái sàn nỉ này sẽ ngấm hết hoàn toàn vào. Và bên trong này nó không chỉ là cái sàn này đâu mà bên dưới nó còn có cái mút này. Đấy, anh em thấy không ạ? Cho mình đến cái sàn tôn của anh em. Nếu như cái cốc nước mà đổ ra cái sàn này thôi là nó sẽ ngấm hết vào đây. Mà nếu mà để mà xử lý cái sàn này thì anh em lại phải tháo tung ra. Anh em có thể nhìn thấy là cái sàn này sẽ là nguyên một cái khối như thế này. Thế cái giải pháp đưa ra là như thế nào để mà cho cái sàn này của anh em sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh mà chống được nước mà chi phí lại còn hợp lý nữa. Rất là đơn giản đây. Anh em chỉ cần trả cho em ngay một cái bộ sàn da simili như thế này thôi. Chi phí rất là hợp lý. Cái sàn da này nó sẽ là sàn da chống nước cho anh em nhá. Và đảm bảo với anh em là cái sàn này không có mùi hôi cho anh em. Nên là anh em khi mà anh em lắp đặt trả sàn đấy, nhiều anh em cứ bảo cái sàn nó sẽ bị hôi. Bởi vì cái những cái sàn đấy là những cái chất liệu sàn nó rẻ tiền và nó sẽ không có đi, cái mút này nó sẽ đi một thời gian sau nó sẽ nhão ra và nó sẽ bốc mùi lên, làm cho anh em cảm thấy cái nội thất của mình cảm thấy khó chịu. Sau khi có một cái sàn này rồi thì tiếp theo để mà anh em dễ dàng vệ sinh hơn, bởi vì cái sàn này nó sẽ là trải trực tiếp xuống cái sàn nỉ này và ôm hết vào những cái khe, những cái kẽ, những cái góc cạnh như này, thì anh em cứ không tháo còn phải tháo cái sàn này ra nữa. Và anh em lắp cho em ngay một bộ thảm sàn da Kata đây. Đấy, bộ sàn da như này nhá. Đấy, bộ sàn này thì cũng không mùi. Và cái bộ sàn này thì nó là cao su nguyên sinh thì anh em chỉ cần rửa thôi, nước đổ đây em chỉ cần lấy khăn về lau là sạch sẽ nha. Và sẽ trải trực tiếp trên cái theo cái form xe như này. Đấy, may bao viền hết vào, đảm bảo anh em là chắc chắn và không bị rách, không bị ấy, sử dụng trong thời gian dài 3 đến 4 năm không bao giờ bị hỏng. Đấy, và rất là đảm và không, cái quan trọng nhất là không có mùi hôi anh em nhá. Đấy, còn anh em nào mà lấy xe mà chưa có trải sàn da nhá, chưa trải sàn hay là vẫn sàn nó đã cũ rồi mà có mùi hôi thì qua ngay bên em để bên em kiểm tra cho các bác. Và cái kiểm tra là kiểm tra miễn phí cho anh em không mất chi phí gì. Đấy. Anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá.